tất cả các bạn. Ngày hôm nay thì mình sẽ giới thiệu đến cho các bạn một tựa game có tên là Beatdown, lấy các nhân viên công sở là đề tài chính. Mình sẽ play game luôn. Đấy. Thì ngay từ lúc nào các bạn có thể thấy là chúng ta có khá là nhiều cửa để có thể gọi là khám phá và lựa chọn. Hiện tại mình đã đến Office 2, đó là văn phòng thứ 2 rồi. Mình sẽ vào luôn. Thì trò chơi này khá là đơn giản là chúng ta sẽ sử dụng hai nút A và nút B trên màn hình. A có nghĩa là chúng ta nhảy và B là đánh. Các bạn có thể thấy ngay, bây giờ mình sẽ di chuyển. Di chuyển thì nó không hiện nút mà chúng ta chỉ cần di chuyển di trên màn hình như thế này thôi. Nó sẽ tấn công đi, nó sẽ đi được rồi. À đấy, nhân vật này là nhân vật có thể phun ra tia laser. Nhiệm vụ khá là đơn giản, đó là cứ thấy người là các bạn ấn vào nút B và đấm. Còn nếu thấy nó đang tấn công thì các bạn có thể nhảy lên bằng nút A. Tránh là đứng giữa hai người như mình vừa rồi, tại vì các bạn có thể dễ dàng bị ăn đấm chết ngay. Rồi, chết mày đi. Yes. Tấn công, chết. Rồi, thằng này vẫn chưa chết à? Đấy, tấn công tiếp. Thì tựa game này là lấy một nhân viên văn phòng bị ông chủ áp bức quá thì là quyết định là sẽ quit việc và đi trả thù bằng cách là đi đánh nhau với những người trong văn phòng này. Không gian là những cái máy tính này, là một khu văn phòng kiểu đô thị. Kể cả các nhân vật cũng là những người trong văn phòng. Tuy nhiên thì nó sẽ được biến đổi là không phải là những người công vụ bình thường nữa, mà thậm chí còn có thể là zombie hay là phun được cả da tia laser như vừa rồi nữa. Đấy, ông này là ông bị hói. Tựa game này thì trở về với đồ họa pixel khá là kiểu cổ, đã từng rất là một thời nổi tiếng. Đấy, còn cả cửa exit nữa. Thế rồi, còn có tí máu hay sao mà tấn công với ông này. Thế rồi, không thành công rồi. À được, đánh đi. Các bạn hãy chú ý là phải ra đòn trước, nếu mà bị tấn công thì rất dễ chết. Chạy. Ây. Thì trò này sẽ giúp các bạn xả stress rất là tốt, nhưng mà cũng dễ dàng làm chúng ta căng thẳng trở lại nếu mà bị thua. Nhân viên văn phòng của chúng ta khuôn mặt đang khá là hung hãn. Đấy, đánh đấm ra những cái đòn khá là đẹp. Đâu rồi? Ra tấn công thằng khác. Các bạn sẽ tính được tính thời gian để tính số sao. Đánh đi. Ông này đang đấm bốc. Rồi, còn thằng laser này nữa. Ông kia chưa chết à? Sắp thắng rồi, hết máu rồi. Rồi rồi. Đấy, thì các bạn có thể trải nghiệm tựa game này để làm giảm bất mãn với cuộc sống hiện tại. Đấy, gần như là thế. Có khá là nhiều cửa để các bạn chinh phục. Nó hiện thành công cụ dưới này. Đấy, level select mình mới qua được level 1 thôi, còn level 2 nữa. Và như mình nói là thời gian mình sẽ dùng để tính sao. Thì vừa rồi là phần trải nghiệm của mình với mini game Beatdown. Các bạn có thể thử đao về và để thử cảm giác gọi là tấn công người khác, kiểu đánh đấm rất là thoải mái. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong số tiếp theo của gamehub.vn.